Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với DMP Vlog. Và hôm nay Phong sẽ với Hiếu Nhân Nhân mới kiếm được những dụng cụ wow, thật là tuyệt vời để thử rất nhiều thí nghiệm hay. Và thí nghiệm này trong một loạt các thí nghiệm, nói cho các bạn biết như thế chứ không phải ít. Một series các thí nghiệm và hôm nay Hiếu Nhân Nhân hỏi là ngày xưa cháu cũng học rồi nhưng mà chưa được làm thí nghiệm với cái này. Đó là thí nghiệm về Navi tác dụng với nước. Và hôm nay chúng tôi sẽ thử xem là Navi cho vào nước thì có hiện tượng gì xảy ra. Đây chỉ là thí nghiệm chúng tôi làm thử thôi, bởi vì hôm nay vui mừng bởi vì có một bạn, đó là bạn Hiếu, học trò cũ của Dương Minh Phong. Không phải Hiếu này thì Hiếu có mua hộ cho dụng cụ hóa chất ở đây. Xin giới thiệu các bạn, đây là Natri. Và để làm được cái thí nghiệm này chúng tôi sẽ cần một cái này để có nước này. Đấy, có nước. Có nước đấy chưa? Đấy, ngoài ra có nước. H2O. Và nói thật với các bạn là làm những cái thí nghiệm này nó rất là nguy hiểm, cho nên chúng tôi sẽ chuẩn bị cả gì đấy, găng tay, ok. Và sau đây chúng tôi sẽ đi làm một cái thí nghiệm rất hay là thử xem cho natri vào nước thì có hiện tượng gì xảy ra. Ok, và
thì nhiệm nó quá đẹp. Mà, quá đẹp. Nói thật các bạn là giá mà có các bạn đấy xem thích ạ. Tôi nên cứ tưởng máy chưa quay. Nói thật các bạn là chúng tôi làm mấy thí nghiệm liền, nhưng mà thật ra là tôi rất là bực hiếu siêu nhân, bởi vì là có một chỗ đẹp lắm mà cuối cùng ông ấy chưa ấn máy quay, mà hôm nay thì hai cậu cháu chỉ có một máy quay thôi, cho nên là quay rất là khó. Chứ nếu mà có nhiều cam thì nhất định là chúng tôi sẽ rất đẹp cho các bạn rất nhiều video hay. Nhưng mà yên tâm, chúng tôi sẽ thử rất nhiều thí nghiệm với Nari, và đặc biệt là sức công phá với rất nhiều thứ. Và đây chỉ là cái gọi là hôm nay thấy có mở đầu, màn dạo đầu. Màn dạo đầu thấy hàng hóa nó về là thèm quá là thử tí cho vui thôi. Và các bạn kìa. Và các bạn các bạn thấy video hay, hãy like, share và comment, đặc biệt là ủng hộ cho DMP Vlog. Và đặc biệt là những ngày tới chúng tôi sẽ làm nhiều ví dụ hay nữa tuyệt vời toán liên quan đến hóa học thôi. Và ok, những bạn nào yêu thích đam mê bộ môn hóa học thì hãy đến với kênh DMP Vlog, chúng ta sẽ được xem nhiều thí nghiệm hay hơn nữa. Hôm nay hiếu siêu nhân cứ đòi nổ hết hơi bị nhiều tiền của tôi đấy. Đâu hãy chào các bạn đi nào. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy ủng hộ cho DMP hiếu siêu nhân.